Down in the depths of my soul, feeling the loss of control and in the spirit, so colorful. Hưng phấn với bàn thắng đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Minh Dũng đã chủ quan nơi hàng phòng. Hiệu quả tích cực của sự thay đổi này bằng bàn thắng mở tỷ số. Và đây là trò thi hành của TDC Bình Dương. Đến giữa hiệp thi đấu thứ nhất, TDC Bình Dương mới có pha nguy hiểm đầu tiên và đó cũng là tình huống mang đến lợi thế dẫn bàn. Trong pha tung người bắt vua lê, David Carlos bị cản ngã bởi sự can thiệp từ phía sau của hậu vệ Hữu Phát. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, chân sút người Brazil không quá khó để tìm kiếm bàn thắng thứ 5 trong mùa cho riêng mình. Thời gian còn lại, đội khách tạo khá nhiều cơ hội để có thể sang bằng cách biệt. Tuy nhiên, ngày mà thủ thành Nguyễn Anh Hoàng thi đấu thực sự xuất sắc, thì các học trò huấn luyện viên Trần Bình Sự vẫn không thể tìm đường vào khung thành của chủ nhà. Khi mà những nỗ lực tìm bàn thắng bất thành, Đồng Nai còn phải nhận bàn thủng lưới thứ hai sau màn động diễn khá táo bạo của David Carlos. Cú đứt của chân sút người Brazil mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò huấn luyện viên Võ Hồng Phúc. Dù vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng đó lại là những tín hiệu lạc quan cho TDC Bình Dương trên con đường trụ hạng ở cú đứt của chân sút người Brazil. Trung Nghĩa. Cú sút xa rất nguy hiểm của David Carlos và tỷ số là 3-2 cho TDC Bình Dương. Chúng tôi đã nói David Carlos chính là chân sút hàng đầu của TDC Bình Dương. Bàn thắng thứ 8 của David Carlos. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại cú sút từ xa rất hiểm hóc của David Carlos.
Một lần nữa ở trận đấu này, đội khách TDC Bình Dương vừa Quang Thành rất chống chải, anh Đức vẫn là anh Đức. Kết thúc, tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng của David Veloso. Ngay từ rất sớm, các cầu thủ chủ nhà BK Bình Dương đã làm tung lưới cùng thành thủ môn Thanh Bình. David Veloso là tác giả của bàn mở tỷ số, nhưng công đầu cho bàn thắng này phải kể tới hai cầu thủ nội, Quang Thanh và Anh Đức. Quang Thanh đã thực hiện đường truyền rất tốt cho Anh Đức, còn Anh Đức đã đáp lễ Veloso bằng một pha chuyền bóng như đặt. Pha chuyền bóng của Anh Đức đã hoàn toàn. Foi carregado. Vai encarregar-se a marcação deste penalti, justamente Bala, o jogador que sofreu o penalti. Atenção, grande realidade, Bala vai partir para a bola, remate e é golo. A conseguir marcar o golo, acredito eu, o golo da tranquilidade. Viu a cartolina amarela, exatamente. Novamente para Messi. Olha o Inter, atenção. Jogar com Bala. Remate, golo! É gol! Ponta final escaldante com muitos golos. O Inter Clube arrumar, literalmente. In the loss of control and in the spirit, so colorful. If you feel it, then let's go home. We'll be right back.
David. Cú sút từ xa. Lần đầu tiên trong trận đấu, tiền đạo David Veloso của đội bóng Bình Dương đã thực hiện cú sút xa. Một cú sút khá tốt, mang tính quyết đoán cao. David Villani. David rất hay. Tuy nhiên trợ lý trọng tài đã cắt. Dù sao đây cũng là một đường truyền tốt của tân binh David. Down in the depths of my soul, feeling the loss of control and in the spirit, so colorful. If you feel it, then let's go home. Os melhores anos.